đẹp hơn những ngày bên nhau. Hai đứa chung vui ý hợp tâm đầu. Anh nhớ chăng anh mỗi độ hoa đào, mình thầm ước đến mai sau nhặt hoa kết áo nàng dâu. Mình thường chờ nhau những ngày mưa ngâu. Bạt mai đâu em ơi, đời em bao ngày nắng mưa dài. Vâng, Nguyễn Tố Audio Nhật Bãi tuyển chọn xin kính chào tất cả quý các bạn đam mê audio trên mọi miền đất nước. Rất vui mừng khi lại được gặp các bác trong chương trình thông báo hàng về giới thiệu sản phẩm và test chức năng hoạt động sản phẩm của cửa hàng em hôm nay. Trước mặt quý vị và các bạn thì em đã trưng bày ra sẵn dàn Kenwood có model Kenwood VH7BC nhé. Dàn này chạy full tất cả các chức năng các bác ạ. CD đọc đĩa rất là ok nhé. Còn Tuller bắt sóng FM radio full 108. Chất âm của dàn này rất hay. Em xin phép test chức năng của radio này. Các bác ấn nút input này. Chuyển sang... Lúc nào ấn chuyển sang FM là được. Music bây giờ không chỉ các bạn trẻ đâu. Có cả những người trung niên cũng chơi TikTok. Và rất nhiều điều thú vị. Trong số gần 50 tỷ lượt xem các video về du lịch, dàn này là có điều khiển nhé, điều khiển học nhé. Các bác có thể xem đã học full tất cả các chức năng rồi. Thành phố Hồ Chí Minh thì đứng thứ 5 trong top 25 thành phố có lượt xem nhiều nhất. Đây là kết quả nghiên cứu do hãng Superdry công bố. Nghiên cứu này phân tích dựa trên số lượt xem 96,5 nhé. Dàn này có chỉnh bát chét trên điều khiển ạ. Đây được nữa, đó đấy. Chính là Rita Water. Rita Water chính là đối tác kinh doanh mới của Anna Jenkins. Thanh tra Tate đồng ý với cảnh sát Reno. Và theo ông ấy thì còn phải trả lời hai câu hỏi lớn nào nữa. Ông ấy nói dàn này loa rất là đẹp nha các bác nhé. Dàn này loa rất nặng các bác ạ. Chất âm của dàn này rất hay. Why would she do it? Đây CD đây, em test CD luôn. Đấy, CD là đĩa nhuốt nhá. Các bác cho đây. Đấy, tự động nó nhuốt luôn. Điều khiển đây. Ấn nút này là cho chạy. Tăng giảm volume đây. Em chỉnh bát chét này, các bác ấn nút này này. Chiều nhìn ra đầu ngõ, dần dần niềm tương nhớ giang sơn. Bát lên 8, 8 bát này. Được nghỉ 5 ngày phép, mất 2 hôm làm quen. Em ơi cho mình biết tên. Cuộc đời kinh chiến quanh năm vai bưng biên thì ngọt liễu mong manh làm tăng sao chén bước sông hành. Anh chị em ngại gió lay nụ tâm xuân vừa hè chiều nào khi về không mất thời gian của các bác. Mọi thông tin mua hàng các bác liên hệ số điện thoại trên tấm biển 0981 150 665.
Bác nào gần có đến xem hàng giao lưu trực tiếp bên em, địa chỉ phố Đối Thị, xã Minh Hào, Hưng Yên ạ. Các bác xem video vui lòng bấm nút đăng ký kênh để theo dõi nhiều chương trình em hơn. Em sẽ tặng luôn các bác điều khiển này nhé. Xuân xuân nét ngả khuôn trăng.